Hello mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với Ao Làng CF với sự góp mặt của Rambo, Đẹp Nguyên, Lê Khôi và Mèo Ú. Quyety thì hôm nay anh em bọn tôi sẽ làm Ao Làng kiểu cho nó công bằng một tí. Thấy anh em comment ở những video, việc anh em bọn tôi bắn vip nên là cảm thấy không công bằng với cả các bạn. Thế nên là hôm nay tôi sẽ làm Ao Làng mấy súng đi phâu hẳn luôn đây, làm trận M16 đấu đơn này. Làm trận M700 C4 này. Xong rồi thể thức cuối thì tôi sẽ cho anh em chơi mới một tí. Phi dao. Chế độ đây phi dao thì đã bị lãng quên rất là lâu rồi. Thế là hôm nay tôi sẽ làm Ao Làng cái chế độ đấy cho anh em chơi cho nó gọi là giải trí đổi gió một tí nhá. Ok. Nào, giờ thì do chiến với mấy anh em thôi. Rồi, xong kia xong kia. Càng mỏng càng tốt, càng mỏng càng tốt đúng không? Toàn meta rồi đấy. Sướng. Dạ xưa. Ê, ừ mồm sao? Nào như nào. Ôi. Ui lâu lắm mới bắt cái cổ này luôn á. Quay rồi, quay rồi. Quay nè. Ê à. Ê kìa ta. Thôi chết rồi, chết. Em đếm. Đâu quá. Anh ơi, multi kill. Ấy giờ em mô béo à. Thầy multi kill. Ấy à. Anh cô đâu? Rambo 16 nha, Rambo 16. Ấy à, hai thằng nó bắn à. Em mèo đi đâu? Ui giời, tí ăn được không? Bom được ném anh ơi. Chữ 99 á. Thề súng. Bắn kích đấy. Hai đạn nó lâu quá. Lâu mà. Mèo. 16. Đâu, tôi đây. Tôi đây. Tôi bảo đây. Ây da. Thôi đôi mèo. Ôi. Đi đâu với mèo ơi. Trốn không? Ây da. Ủa ít đạn thế. Cái đó. Ôi. Ờ thầy thế bẩn thật. Ê. Ôi coi. Nó đông ra đây. Em một. Thầy Olip này. Kìa toàn ở đâu ra vậy anh? Cái gì anh? Yếu lắm rồi. Tài mấy tập ơi. Tài đâu. Ơi lại anh Khôi đâu ra vậy. Ông thầy Olip. À bộ. Làm sao. Ông thầy ăn hôi của tôi một mạng thôi. Kìa. Góc lốp quẩy. Ú ngay chứ. Đôi mạng luôn. Trời, đang tay đạn. Ây da, cái
vào với nhau. Đây, súng ngon nha, súng ngon, súng ngon nha. Ây da, 78. Nó hồi sinh gần tôi. Đánh hơi được, đánh hơi được. Cái này nó là lâu quá. Ây da, trời ơi, móc lốp kìa. Mặc kinh thế. Bắn này. 77 à. Cái súng này yếu thế nhá. Anh ơi, anh ơi. Ấy da. Vậy. Em bô. Ôi, tôi mút được khá luôn. Mày kêu. Mút mới ai á, chữ chỉ chít, mô nó bút tặng một máu ạ. Mút của anh à. Em nghe thấy rồi. Ấy ngồi ơi. Ôi xin kìa đâu ra mày. Quay 360 độ à. Đâu 94 thì bắt cùng con bắt rồi. Nó bắn điệp mà tôi chết. Không chết lục qua. Anh thằng nào, thằng nào anh ơi. Kìa, đang bắn solo ạ. Viên rồi. Thế là cái combo này. Dạ. Trời ơi. Thế bắn cái 88 này thì bút nè. Leo. Tao hồi sinh ở đấy kêu tao bắn trộm. Cái gì cái tao hồi sinh. Trời ơi, đồng nhiêu thế. Ai da. Cái mèo ú này. Cả bạn nữa tao. Khó thế. Quái. Nó bền ở đâu quá. Fire in the hole.
Bú được anh Khôi. Máu thầy mút luôn. Mày nhanh đi nhá. Chín tám. Anh Hà. Tao ơi, mày đây rồi. Ai da. Trời ơi, chú chín chín. Mèo ố. Bắn mù mắt rồi. Thế không phải xấu vậy. Mày ê, một máu của ông thầy nào mà. Chết cụ mày đi. Anh chắc tài. Trời ơi, em xin, em xin. Ông chạy được. IQ lên được. Em xin thôi ơi, em xin. Đang giai đạn này đặt ông cầy. Phải ném bom không? Em mèo. Bom em bảo có đâu cầm đâu. Trời ơi. Lúc mà. Mày á mày. Em không ném. Cái này đi. Ném đi. Bảo không lục thôi mà. Bảo mình đây rồi, tôi MVP, tôi MVP. Ôi, hai kill không lên được rồi. Rồi. Chào rồi, tôi top 1 mà. Kéo cây này. Nào. Ủa, như thôi giết thầy chủ đất này. Ai ôi. Ui, M700 hay. Từ từ chụp ảnh à. Bạn Pháp xong bắn này, anh yêu em lắm này. Đúng rồi. Thì hai bạn nha. Rồi, đổi thể thức thôi em ơi. Bom đặt bom M700. Ui, cũng không VIP luôn, được dùng bom. Không lục nha. Không lục không dao nha. Ờ dao lỗi máy rồi, không lục không dao. Bắn đặt bom mà ra mà. Thì không chơi dao ấy. Thế thì giao lỗi máy đi. Không được. Thôi thầy để cứ M700 với cả ấy thôi, thầy để sniper ấy, không để M700 thôi. Thế thì ờ ok, thế thì đấy. Lại tuyệt vời quá. Thế thì không có bom đâu. Không có bom đâu. Không bom luôn chị. Ok. Anh em chỉ chọn bắn nhau bom thì thôi. Bom là Rambo cầm dao chầm sâu rút chém đấy. Ừ, ok. Tí nữa thấy anh Khoa xẻng VIP. Ôi anh Khoa thì cầm dao chọc thôi. Anh Khoa nhiều trò lắm, cẩn thận anh Khoa. Thế bắt này cũng mò mắt. Lọc thì giống đấy nhưng mà nó vết nó khác. 3.14 là gì? I like your style. Highlight, bắt là highlight các bạn ơi. Bắt là số 2 với chữ like. Like like. Xì xì. Sao tao đi chiêu đó một, chiêu lại một đống. Thi Mỹ Trung. À, tôi đọc pass nha, tôi không nghĩ gì nha. À một đống ông ơi, VIP cái kia. Không M700, không VIP. Anh đẹp béo ơi. Đi anh em. Em bỏ hết VIP kìa anh em, em bỏ hết VIP kìa. VIP nào anh em ơi. Anh đẹp béo dài ơi. À, cái ông nào bên mình nè. Anh đẹp Sơn Nê à nào. Anh đẹp béo ơi. À. Dạ. Nhớ anh quá. Đi đây. Hey, wait, wait. VIP kết rồi ơi, Athena kìa. Mạnh Huỳnh ơi. Trời ơi. Mạnh Huỳnh ơi. Mạnh Huỳnh ơi. Vào shop nãy giờ. Ok các bạn ơi. Ui. Yo. Mình. Sáng đi spa. Càng đo. Ông càng không càng. Ôi, map này cũng thích hợp bắn sniper hết anh ạ. Anh coi FIFA E này chung kết Đông Nam Á. Xa. Đó,
Ta mệt làm chỗ thằng này. Nhanh vậy. Đây. Một mạng. Bê vào này, bê vào kìa anh em. Em xong kìa bô. Mít em ơi. Một báo bô. Đúng rồi. Đấy, xong. Cao A có. Rồi, chuyện Cao A, đúng rồi. Hai thằng luôn. Còn thằng nữa chưa đấy luôn em ơi. Rồi. Không dám ra mít nữa rồi. Ai da, ông Nguyên đã ổn em rồi. Zambo. Cái đầu mình à? A có anh em ơi, A2 nè. Ôi, long A dài. Long A, ôi. Thằng lớp ơi. Thằng ra mít rồi. Tốn hết rồi. Đẩy đi em ơi. B đẩy rồi kìa. Trên đầu. Bút rồi. Cao à. Dưới kìa. Còn một không biết nha. Anh đặt bom này. Hay quá. Yếu lắm rồi. Ok, dính nào. Có không mà. Ây da, nó cay cầu dưới kìa. Vào B rồi, anh em sạt B rồi. Bên rồi. Chàng B lên em ơi. Sạt B rồi này, đẩy về nhà B. Anh mình bắn ba yếu kìa. Một luôn. Cái kia hơi ngợp. FC cô ơi. Cuối thật. Rồi lên thôi. Ôi tôi phải
anh khôi không được mạng. Biết là em biết đông quá mà. Ê kìa, lại hỗ trợ kìa. Anh có mèo ơi. Mày bắn mồm. Cầu trái anh ơi. Đây rồi. À, solo. Làm được một vàng. Giống 11 trắng ấy. Nó toàn mồm thôi. Em bộ quét thôi. A cuối mọi người ơi. A cuối. Ấy ơ mồm luôn mà. Trời ơi. Ê ơ thật. Hết thằng tàu. Đè bay. Vượt lè à. Đẹp được bốn cái mạng nhanh quá. Đấy à, chết rồi. Hai mồm. Ơ, tục xua chết kìa. Hay quá anh Khôi ơi. Đúng hết đi, đừng để mô béo lên. A đông. Mẹ, mắc một dưới. A đông lắm. Dưới chân cầu. Hay à, hay quá. Cao A này, sáng ơi. Ui, vỉa phát mồm luôn. Lại là hết hàng tổ. Cứ ra mít đấu thôi, không cần phải đi đâu cả. Lia rồi, mít cái ai rồi, lia rồi. Mít sợ rồi. À, giác tài đúng không con? Giác tài. Cô giỏi. Cô ơi, cứu em. Một viên này. Rồi, thầy mấy một viên chéo là thầy vào mấy mút. Đấy, anh cover mình cái luôn đi. Đặt bom, em ơi. Mèo, đặt bom em. Đặt lên coi. Rồi, xong rồi. Rồi, đặt bom em ơi. Thầy cái khóc. Đúng rồi, đặt rộng ra để mình nhìn được. Và anh đứng đây. Ui giời ơi, trên đầu đứa đây này. Anh yếu nha, mèo ơi. Em ổn. Ồ, đúng không, ok. Chỉ có hướng ở đây thôi. Ai rồi, mèo chết rồi. Ai đây rồi. Ôi giời. Cướp rồi. Thầy. Ây da, anh yếu quá rồi. Ó, làm 4 mạng đây này. Thầy đứng trốn chạy, mèo chết nè. Thầy, đây thầy đang bắn kia. Cường quá, đợi nó ra. Anh còn cover được. Mạng á. Vào lại đi. Bảo bạn nhiều slot. Tòng 12 em ơi. Để anh bảo bạn này nhiều slot cho. Thu lại chứ. Tép quên. Nhường, để vào này. Đây. Có bạn ao đấy. Bên này luôn. Ui, đông thế. Nga thằng đấy. Đông vách cứ đá kìa. Hay quá. Thôi rồi. Anh em bên này bắn. Thơ thế này.
Một điếu luôn. Chúng mày gì? Bê đông. Bê đông lắm. Tao lưng. Trời ơi. Ôi, đúng quá. Mèo, có lên em ạ. Thầy. Tao chạy trước. Chạy rồi. Yếu thôi, chẳng chạy. Ông thầy này. Hay quá, yếu hết rồi. Đám hết đi. Ấy, ở dưới hầm thôi em ơi. Dưới hầm đấy luôn. Ôi xời. Ông vừa ngay. Nếu có giảm thiệt hại ạ. Chúc buồn cười bạn Linh. Đẩy đi bô. Tớ này, tớ mê này. Mô béo kìa, chơi bẩn thế à? Mô chơi kìa. Mô mật mà. Mày chết chưa? Cao A cuối à? Bắt luôn. Nhầm. Sorry. Nhầm. Hay quá anh ơi. Đừng đua. 1-0. À 1-1. Nó ngắm. Hai bạn top hai bên tí nhận quà nha. Rồi nó ngắm đi. Thêm 1 triệu một người. Và mấy ông này không có nghe phút à? Thế bây giờ mình chơi gì ạ? Phi dao nhá. Phi dao nhá. Đúng. Nào đây, phi dao đây. À, từ từ này. Có VIP à? Không à? Tao có VIP chứ. Cái này thì phải có cái rìu VIP ấy mới tạo được phòng. Thầy không bắn ấy chứ. Rìu VIP. Đúng rồi, phải có cái rìu VIP mới tạo được phòng. Từ từ anh tạo thử đã lâu lắm không tạo mà. Không, chỉ cần một người có rìu VIP là tạo được phòng à. Bài so cái gì đỉnh nhỉ? Gót, thầy gót. Đó sẽ ăn cái gì giờ ta? Good. Cầm bách mờ là cái gì? Máy thủ bụng lịch mắt. Nghe chứ. Mời anh Pha vào đây solo kìa, có phòng cái tên thế kìa. Ném búa hay ném gì? Thôi ném gì được. Bắn với anh mất tiền, mấy anh ly tiêu riêng nhá. Bro. Vina CF bây giờ còn không ta? Còn chứ. À được rồi này. Phòng 1. Một luôn. À, một. Đi thế. Ở đây. Nạc. Thầy có không để online à? Tôi biết ngay. Bắt phòng 3 gì đây? Bắt bá cả liền đây. What the fuck? Sai một cầu thầy ơi. Không sai được anh ơi, không sai được. Chúng có vào rồi. Chơi gót trong thầy. Chơi gì? Chơi gót được không? Gót á? Ừ, chơi gót mèo này đá chim lắm. Ừ, sợ. Wow. Không, đá chim chả làm được gì đâu em ơi. Đá chim không làm được gì đâu. Cái gót thì nhanh lắm á. Phải lắp cái gì thầy? Lắp dìu à? Không, nếu mà mình có dìu VIP thì mình cứ đem vào. Dìu VIP? Ừ, nó chỉ là cái hình ảnh sực của cái dìu của mình thì nó là cái dìu VIP đi thôi à. Tháng sau là gót. Được, tháng sau làm gót nhá. Sao nó mới tí nhá. Xong rồi, ba đứa cái tí. Cái chiến đấu gót này hay mà. Hay chứ. Quả gót mình chơi kiểu từ GP thôi. Quả gót thầy ao trình lắm, nào là nghe đó. Quả lâu lắm anh không chơi rồi em ơi. Giảm tiếng nhảy, giảm tiếng thở. Đúng rồi. Bắt là gì à? Tôi cảm ơn trong tiếng Trung rồi các bạn. Chia sẻ, sau sau. Đúng rồi, chia sẻ. Chia sẻ, sau sau em ơi. Xia sáu. Mọi người muốn map gì? Có chỉnh được map á?
À, tao chờ hàng nhá. Tao chờ hàng không? Chờ hàng đấy. Ok, có đây rồi. Ok, được rồi. Đây thì... đây, trận này chỉ lấy một bạn nào mà nhiều kill nhất thôi nhá. Nhiều kill nhất. Đâu vào ném như nào có ấn gì không mà. Không, cứ ném thôi, cứ ném phi thôi. Có phết đấy. Lạng Sơn Pilo. Một chế độ này lâu lắm rồi, không có người chơi nữa. Đấy, anh em bị lạc quên rồi. Chơi. Anh em mình chơi. Chơi. Vớ vẩn nó lại hot lại thầy. Ui, con bướm. Đó. Đấy, có cả đánh gần nhá, có cả đánh gần nhá, đánh gần đặc biệt nhá. Tổ fuck, này phát thuốc luôn à. Ây da. Con mẹ. Anh à. Hắc nhá, hắc nhá. Trò hay đấy, trò hay đấy. Được không anh, được không anh? Đi dìu, phi dìu. Pháo, từ nào. Cũng tự phi đi chết nhau luôn mà anh à. Anh à. Đánh gần được anh. Anh da thằng lồn. Thằng lồn. Thằng lồn. Thằng lồn. Anh à. Bỏ ta. Cũng nộ, cũng nộ là em khỏe hơn đó, khỏe gấp đôi đó em ơi. Để chém một phi, ừ, phi một chém không chết đâu. Có cũng nộ thì cứ chịu khó phi vào. Rồi. Rồi, đẩy đi anh em ơi, đẩy đi em ơi. Rồi, đẩy nó bổ bắt đầu thế ơi. Thằng cũng nộ, cái thằng cũng nộ chịu khó chém gần đặc biệt, chém gần đặc biệt là ăn. Đi nha. Thằng cuồng nộ là phải đặc biệt á, đặc biệt mới ăn được á. Nó khỏe lắm. Cuồng nộ, tao đang cuồng nộ, tao điên rồi. Nha. Đúng rồi. Để rồi, em cuồng nộ rồi. Chết phải tao. Nộ phải ăn 3 phát phi thường mày chết ngay. Mày muốn ném dao vẻ hơi yếu. Anh á, mày có chết kinh nhé. Mày có dao nhiều quá. Anh á. Khỏe quá. Đúng rồi, có cung nộ anh em có phi vào. Ném ba tư máu vậy. À, cung nộ của nó đấy. Ném ném chút cung nộ nó chịu được 3 phát cơ mà anh. Rồi nó bốn. Nha. Ba tư này. Đang đều anh em ơi, đang đều. Cổng lộ đều phi nhanh quá. Tao đổi giá tao chỗ đây đi.
còn 34 thế này. Rồi, mình càng hơn rồi, mình càng hơn rồi anh em ơi. Anh ra. Nha, nó phi nhanh quá, nếu làm gì được. Phải anh em ơi. Đây rồi. Hết rồi anh em ơi. Rồi. Tụi má mày thằng lồn này. Ai kìa. Đưa lên. Thôi, con lộ đẩy lên đấy cô ơi. Sai lầm rồi. Ôi. Nha, tụi nó mặt ra làm gì? À, mình hơn nhiều kiểu lắm anh ơi. Chết con mẹ mà đi. Chết con mẹ mà đi. Chết mình. Ô làm một kiểu. À, trời ơi, ai bỏ lốc thôi nhá. Ây da. Mày chết. Ai thằng phi chết nhau à? Mày chết. Ây da. Mày sao chúng nó vừa toàn vừa nhảy vừa ném thôi. Vừa chịu khó nhảy tí vào. Khó ném chúng lắm. Đây. À da. Yếu ấy. Đồng thoại. Móc như tao. Chẳng được chuyên ở trên cao phải nhá. Bóc. Da nó có nổ.
tôm cường độ kìa. Đúng rồi, đặc biệt đó em ơi. Hay quá, hay quá, hay quá. Ôi, tao lại kiên rồi. Mày à, mày rồi. Mày bác quá. Mày. Còn điện lắm rồi. Rồi, cũng nội rồi. Ôi, 5 kill lên rồi, lên rồi. Ôi, nó gần kìa anh em ơi, nó gần kìa. Mày. Ây da, sau kìa. Ây da, đúng rồi kìa. À, khó đấy. Mày lên lấy ai dây cuối cùng à. Quả hết đan tờ kẻ săn đầu. Chúc mừng bạn Mai Tháng nhá. Mình gọi là râu dứa. Râu dứa. Tiêu tiêu dứa. Rồi. Rồi. Rồi, đợi 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 đi, đợi đi. Let's go baby. Gặp anh em ao làng tháng sau. Bạn nào mà vừa được ao làng vừa rồi thì đứng ở ngoài kênh để mình gửi quà luôn nhé. Bây giờ có con dao múa xé thì đẹp nhờ. Ôi, cảm ơn anh em đã tham gia ao làng tuần này. Hẹn gặp lại anh em vào ao làng tháng 6 nha các bạn ơi. Bye.